biển số hay chưa? Nha, tiếp theo. Sang tiếp theo phần van body. Đây. Van body. Đó, mấy cái bộ kia không mang lên rồi, bộ solenoid không mang. Rồi, được rồi. Ok. Đây rồi. Van body đây. Trong cái bộ van body này thì nó có hai phần. Trong bộ van body này, xe đời cũ thì nó chỉ có các solenoid điều khiển, solenoid thủy lực thôi. Anh em gọi hay là ở bên ngoài anh em thợ mình hay gọi là cái bộ tổ ong đấy, đúng không ạ? Hay là anh em thủy lực nó gọi là cái bộ ngăn kéo ấy. Nó bộ tổ ong này. Nó có những cái solenoid này. Đây này. Để lâu ngày mấy ngày đây. Nó có các cái solenoid thủy lực. Nó để nó điều khiển đóng mở để chia các đường, để chia các cái đường thủy lực cái này. Thì cái bọn này thì anh em đa phần là hay vệ sinh cho nó. Chứ để hiểu hết đường đi ở trong này thì cũng như nó phải đọc sơ đồ thủy lực, chứ còn nhìn trên này thì rất là khó để mà tìm đường. Mà anh em phải đọc trên cái sơ đồ thủy lực ở trên giấy ấy. Đấy là cái van thủy lực. Thế còn cái van thứ hai là van điều khiển điện. Là những solenoid điều khiển điện ở trên cái bộ van body này, nó có hai cái phần đó. Đó, thế còn một số những cái phần khác, ví dụ như là van bi, ví dụ như là vòng gioăng đệm. À, thì đây, mình xét đi xét về cái bộ van body này. Cái nhiệm vụ của van body này này là nó để đóng mở cái đường dầu, đóng mở cái đường dầu cấp đến các cái bộ ly hợp, cấp đến các cái bộ ly hợp để đóng hay là ngắt cái đường truyền lực đấy. Nào, đây là tôi lấy ví dụ cho anh em ở một số này, nó có một số solenoid như thế này, nhưng mà trên các xe khác nhau là có bộ van body là nó khác nhau nhá. Hôm nay là cái ngày hết pin thì sao ấy. Cho em một cục 2A đi mấy em ơi, 3A này. Nào, để thôi để lớp mình toàn những anh em mới thì tôi cho anh em xem cái này đi. Cái van body này. Đây. Anh em nhìn thấy này, nó có các cái solenoid này. Nó có cái solenoid này. Ở đây nó có những cái van solenoid điều khiển điện, nó có các cái solenoid thủy lực. Nha. Ở đây nếu mà anh em hay khi nào mà bị hiện tượng này chuyển số giật này hay là có vấn đề liên quan hộp số thì thường anh em mình hay tháo từng thớt này ra, hay vệ sinh những con van này, hay tháo từng thớt này ra để anh em mình vừa rửa, anh em mình vệ sinh sạch sẽ xong rồi lại lắp lại, đúng không ạ? Đó, thì anh em mình hay vệ sinh cái bộ này. Riêng những cái bộ van điện này thì anh em phải có thông số của nó. Trên mỗi xe thông số điện trở nó sẽ khác nhau, không xe nào giống xe nào cả. Trên mỗi loại hộp số tự động là điện trở nó khác nhau. Anh em phải dùng cái cẩm nang, cái tài liệu hướng dẫn sửa chữa hộp số tự động để anh em thêm tham khảo cái giá trị điện trở của những con này. Nào, mình đi xét. Trên này nó có một số loại van cơ bản. Thì cái này xét để biết đến nó thôi. Nhờ. Van điều áp sơ cấp này. Van này sử dụng để điều chỉnh áp suất thủy lực ở trong từng bộ phận phù hợp với công suất động cơ để tránh tổn thất công suất của bơm. Cái van này là khi bơm thủy lực nó tạo ra áp suất thì cái con van này điều chỉnh áp suất sơ cấp đầu tiên nha. Thôi nào, để lên nào, tập trung lên đây, để lên đi nào. Tiếp theo cái van này này, cái van này anh em thấy là có những trường hợp anh em mất hết điện, những xe đời trước đây xe không còn tí điện nào cả, anh em vẫn cứ chuyển số bò một số về gara được. Đó, xe bây giờ nhiều trường hợp là nó điều khiển điện hoàn toàn, điều khiển điện rất là nhiều, nhưng khi mất hết điện là nó không cho chuyển số, không cho vào số nữa. Anh em thấy là nó có một cái van này là van điều khiển, từ cái cần đi số nó có một cái cáp ra cái chỗ cái công tắc giải quạt đấy, nó điều khiển xuống cái cần này để điều khiển các cái áp suất dầu cơ bản đến các cái dãy. Đó. Nhiệm vụ là điều khiển cái cần chuyển số thông qua thành nối hoặc cáp này. Khi vị trí của cái cần đi chuyển thì nó sẽ đóng mở cái mạch dầu này để cấp cho các cái dãy số. À, van này này.
Cái thằng này nếu mà khi mà phần điện nó hư hỏng, nó bị lỗi hết ấy, thì cái van này nó vẫn vẫn điều khiển để đóng mở đường dầu để cấp tới một cái cấp tới cái một cái số, ví dụ thường nó xưởng mặc định nó chạy ở số 3. Nó về nó cho anh em bò về xưởng được. Nên mình hiểu một số cái van này. Van này là van chuyển số này. Đây này anh em nhìn đây này. Ở trong cái bộ van body này này nó có rất nhiều van, nhiều cái van thủy lực. Nhiều cái van thủy lực cái này. Cái van này là van đóng mở. Mở dầu chính để cấp đến các cái bộ lá côn đi ép. Và cái bộ van điện này này, cái nhiệm vụ của bộ van điện này nó chỉ là đóng mở đường dầu để điều khiển cái van này thôi, điều khiển cái van thủy lực này thôi, chứ còn cái bọn này không phải là đóng đường dầu cấp thẳng đến cái bầu ép đâu, đến cái bộ piston ép đâu, mà là nó cấp đường dầu để điều khiển các cái solenoid, nó điều khiển các cái van thủy lực này, các cái ti thủy lực này, rồi ti thủy lực này mới điều khiển dầu để cấp đến cái bộ đi ép đi ma sát nha. Van chuyển số để chuyển số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi van bướm ga. Van bướm ga thì bây giờ gần như là hết rồi. Cái van này bây giờ nó không còn nữa. Cái van này ngày xưa là anh em thấy là nó có một cái dây cáp bướm ga, xe hộp số điều khiển thủy lực hoàn toàn ấy, là nó có một cái dây cáp từ trên bướm ga đi xuống. Thì cái dây cáp này khi nó là cái trục quả đào, trục lầy tâm này. Khi kéo ga thì nó thay đổi, nó tác động với cái ti này để điều khiển áp suất bướm ga. Đó, thì bây giờ nó không còn cái van bướm ga này, cam van bướm ga này nữa. Bạn nào cầm cái ấy đấy. Sao bấm linh tinh chứ? Anh cảm ơn. Đây. Anh em thấy là nó không còn cái loại này là trước nó điều khiển, nó ga lên là nó thay tác động vào cái ti này để điều khiển áp suất bướm ga. Áp suất bướm ga để nó điều khiển cái áp suất thủy lực. Đây. Thế bây giờ anh em thấy là nó hoàn toàn là nó dùng cảm biến chân ga rồi, nó dùng điều khiển nó điện rồi. Nó sử dụng vào con cảm biến chân ga. Con cảm biến độ mở cảm biến bướm ga. Độ mở của bướm ga để nó điều khiển, nó có một cái van solenoid, van điện này này. Những van điện này để nó điều khiển tuyến tính, nó nhận tín hiệu xung từ hộp ECU, từ hộp TCM truyền ra để nó điều khiển cái áp suất bướm ga. Tín hiệu điều khiển đến cái van này thay cho cái van cơ này. Đó, cho nên anh em nhìn bây giờ nó không còn cái cáp bướm ga truyền từ dưới, từ cổ ga xuống đến hộp số nữa. Đây là cái hộp số, đây là cái mạch này. Để mà hiểu và phân tích những bệnh khó của hộp số tự động thì anh em phải đọc được những cái mạch này. Mình mới biết được là nào bộ van này, bộ ly hợp này làm việc cho số mấy và dòng thủy lực của nó cấp đến như thế nào. Cấp đến như thế nào, qua van nào. Bộ ly hợp này làm việc ở số mấy? Dòng thủy lực của nó đi như thế nào? Đến van nào? Mình phải đọc được cái này. Nó còn phức tạp hơn là mạch điện. Đó, thì cái phần này thì cái khó của cái thằng sửa chữa hộp số tự động, nó là phần cơ khí, nó là phần thủy lực này. Còn cái phần điện của anh em mình nhìn bắt bệnh nó không khó, nhưng để sửa được nó thì nó còn rất nhiều, phụ thuộc rất nhiều vào cái việc anh em phải am hiểu hệ thống thủy lực, anh em mình phải hiểu về hệ thống cơ khí của nó nữa nhá. Thì riêng cái phần này thì mình sẽ không thể đi ở trong cái chương trình này. Đó, thế anh em về để làm được, ví dụ ngày mai số 3, số 4 nó chuyển nó cứ bị giật, anh em mình phải kiểm tra bộ này, kiểm tra đường dầu này, đúng không ạ? Hoặc là lên đấy nó bị mất áp, anh em đo cái số 4 này nó bị mất áp thì bây giờ phải kiểm tra lại bộ này nó có bị áp suất bị doang sim, nó bị xì không, trên đường dầu đến đó nó có bị xì không, van này nó có bị kẹt không, đúng không ạ? Mình phải hiểu được cái hệ thống sơ đồ thủy lực đó thì mình mới làm được, sửa chữa được. Đây, ở trong cái bộ van body của nó có rất nhiều những cái van bi để đóng mở cái đường dầu. Thì anh em là thợ thì khi anh em tháo ra, anh em chỉ lưu ý cái là
mình phải có kỹ năng tháo một chút. Ví dụ như là hai cái thớt nó nằm như thế này. Cái này là cơ bản là thợ anh em đều hiểu rồi. Hai cái thớt nó nằm như thế này. Khi anh em mình tháo ra thì mình phải chủ động lật ngửa cái này ra. Để lấy cái này lên thì có bi bao nhiêu thì nó nằm ở đây. Cái này là cái kỹ năng cơ bản của anh em thợ rồi đúng không ạ? Thì lúc đấy mà lại giao cho mấy anh em mới học việc, nó vào đây nó để này, nó tháo ốc từ trên này tháo ra, xong nó nhấc cái này ra, nó bao nhiêu bi nó rơi chảy ra. Thực ra làm quen rồi thì vẫn nhận ra được. Những cái bi sắt thì nó vẫn có vết ở trên này, nó có vết, vết mòn ở trên này. Nhưng mà nhiều xe nó làm cái bi nhựa kiểu như thế này thì anh em rất khó nhìn, rất khó để xem này tìm lại. Lại bắt buộc phải tìm tài liệu để xem lại. Mà tài liệu thì có những xe nó rất là chi tiết, nó rõ. Có những xe nó không có chi tiết. Thế là anh em phải lưu ý chỗ đấy nhá. Đây này, các cái van điều khiển, van thủy lực cái này. Ở trong này nó có cái lò xo, có cái ti van này. Đó. Tháo các tay dầu ra là mình nhìn thấy cái bộ van body này. Thường là khi cái động cơ bị thay hộp số có vấn đề là anh em cứ chơi cái bài làm vệ, đầu tiên là gì ạ? Thay dầu, vệ sinh lọc hoặc là thay lọc, xong đó vệ sinh tháo van body ra vệ sinh, đúng không ạ? Xong tính tiếp. Không thấy tính tiếp.